Bữa giờ đông không chị? Sao hôm nay dây dán vậy? Đầu tiên đi trải nghiệm chợ nổi Long Xuyên ở An Giang. Đây là chiến binh vĩ đại đây. Hôm nay dậy rất là sớm để đi. Mẹ tìm gì dữ hả? Bên kia hả? Đúng gì kìa. Dạ nhiều rồi chứ mẹ, tới với đông 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 vậy. Hôm qua mẹ chợ đây á, mẹ tới 7-8 giờ là nó tan rồi mẹ. Kiểu người ta sáng người ta gặp vô người ta ăn sáng rồi á. Ở quê mà giống như ở ngoài mình vậy á, 7-8 giờ vậy là 8 giờ 9 giờ vậy hết rồi ăn sáng rồi. Chưa khai trương hả? Nè tấn heo, tấn heo. Ngoài sao quay đi. Đây là đó anh chị đổ cà phê đây, cà phê cà phê. Đó cà phê đây hả? Đúng rồi, sao cà phê. À, tao là nó cặp vô mình hả? Nè bún thịt nè, ăn bún thịt xào không? Hay hay muốn ăn đồ nước. Lấy em phần đi chị. Móc lại. Mẹ chưa chưa? Hoài uống gì hoài? Này có đồ nước không? Có đồ nước không? Đó, hủ tiếu bánh canh chưa có hả? Một câu trước đây.
đâu à, ở đây là làm đá đó đó. Ủa tôi phải sửa mà. Thôi thôi lỡ ra làm thêm ly đó đi. Ngọt lắm, có đường, đường ở đây nhiều lắm. Đây, đây nghe cả nhà. Mọi người đồ ăn cặp đến tới nơi này nha. À, nước uống, cà phê, tất cả loại các loại nước. Đây là hả, đồ ăn sáng. Cái này là đồ ăn sáng, bún à, bún trộn. Đây là chợ nổi. Nhìn ngợ ngợ nha. Đây, trên cái ghe này là gia đình của mình không? Đây mẹ có tiền lẻ nè, có tiền lẻ nè. Còn tiền lẻ nhà hết rồi nè ta. Tìm tiền lẻ nè. Đây cứ bỏ đó rồi đưa cho người ta. Năm tiền lẻ em sầm bỏ nhà hết rồi. Đây cả nhà, đồ ăn sáng người ta họ cặp bến này, cặp tới ghê ăn luôn nè. Sông nước miền Tây. Chào Duy Khuyên. Đi miền Tây dì Khuyên ơi. À, chợ nổi An Giang á dì. Đây mẹ con Mai Ca nè. Dì Khuyên đang coi hai mẹ con Mai Ca ăn này. Dạ, anh nhiều uống cà phê. Để
ơi, nó bào bột khó chịu. Đây cả nhà. Vui ghê. À, dì Khuyên nói hai mẹ con xinh ghê. Cả nhà thuyền gặp bến ăn sáng uống uống nước uống cà phê. Anh chị bên kia có ăn sáng gì không? Đây bún bánh xào. Ở đây cái bà mà bán đồ nước thì bà giàu rồi, bữa nay bà nghỉ chưa bán nữa. Dạ chắc không quá. Bộ tiếu rồi bánh canh bánh nước chả lụa gì bữa nay bà đó bà nghỉ láng hết rồi. Ăn tết lớn mà nghỉ chưa làm. Đây mẹ. Chị, tao muốn bánh xào bên đây chị. Ở bên đây ăn, anh chị cứ ăn đi chắc rẻ. Ngồi 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 chưa cả nhà. À, Hồng Nhân ăn bún trộn, bún khô á, đây, bún gì? Bún thịt xào ở chợ nổi, đây, bà chủ bán bún đây. Đó, à, cái này là gọi là chợ nổi đó. Đó là các món ăn món uống hả tự cập tới xuồng ăn luôn. Năm mới gia đình dì Khuyên khỏe không? Cậu mợ còn ở Việt Nam hay sao em? Khi nào dì Khuyên về hả? Đi miền Nam đi chơi khi? Hai mẹ con qua đi chùa bà giáo xứ Châu Đốc An Giang. Bữa nay qua chợ nổi. Nhân dịp là hàng trọng nó đi make up đám cưới rồi đi chơi luôn. Trọng đi hồi 4 giờ sáng đi qua make up cho mọi người. Ghê này mọi người. Xuồng lớn, cái ghê lớn nè cả nhà. Ghê đây là chở đi chơi, còn cái kia mấy cái xuồng. Cái tàu lớn. Nhìn ngộ ngộ hả? Sao ăn được không? Ok. Ăn ngon mà rẻ nữa. Cả nhà ở đây họ bán ăn cũng ngon mà rẻ nữa nè. 20 cành. Cà phê này là bao nhiêu? 12 hả? Đây, ly cà phê 12 cành.
dừa, ăn ta chả dừa. Thôi. Thường thường á là mình chỉ đi lần đầu tiên, nhưng mà thấy trên YouTube là các ghe các xuồng là bán đủ mọi mặt hàng, mà nay Tết á người ta ít bán hơn hay sao ta. Ngồi đây uống. Như hình Tết đó là mặt hàng họ bán ở trên chợ nổi ít hơn là mấy ngày thường. Đây là chỉ đi chơi quay thôi. Đây mặt trời mọc lên. Kìa bún nước kìa. Kìa có bún nước kìa. Các món ăn họ cập tới này cả nhà. Ở đây vui không? Vui không? Ngộ ha. Đó, coi các ghe hả, người ta họ cập tới này cả nhà. Ở bên kia họ bán gì nữa kia? Đây, đây có các bà chị mới bún nước, bún cá, bún giò, bún gì đó. Mặt trời lên, mặt trời lên. Trời lên đẹp chưa cả nhà? Ủa chị. Đấy. Đấy. Cô bán cá cô bán bún cá. Có ruột cá lóc không? Nè, phải ăn mọi thứ trên sông nước này để cho biết. Lật kia ăn nè, nóng á. Tuấn ăn đi, Tuấn ăn thử đi. Ăn thử đi cho biết. Nhân ăn nữa hả? Nhân ăn nữa hả? Mặt trời lên đẹp không cả nhà? Dì Khuyên nói thích quá kìa. Khi nào dì Khuyên về sông nước miền Tây đi, đi một chuyến chơi cho biết.
Hôm qua là cả nhà đi chơi, đi chùa bà chú xứ cả ngày hôm qua, rồi về khách sạn ngủ, rồi mới 4 giờ sáng đây dậy là đi chù chà, đi sông nước. Giỏi là nó bồi thường lại hôm nay nó đùm mua cái con. Ai là cũng dưới ngồi cho cao. Cũng có điều kiện hết hả? Trời ơi, ráng ăn cho hết đi con, đừng có bỏ mướn một miếng gì hết. Ngộ ngộ quá ha. Đây, đây gì khuyên nhân ăn nữa này. Phải anh cho biết các món ở trên sông. Chờ lên đẹp chưa gì? Chị à, xuống ngồi ăn sao bà lái giờ là chắc ăn luôn. Rồi, để rồi, để rồi. Rồi, đánh kèo. Ngồi đi, ngồi đi con. Đây người mẫu này. Nè chị như hình nó là các cái ghe mà bán hàng hóa rồi là bữa nay như hình thấy dán hả? Không vậy hả? À vậy hả? Quay dẫn đi. Để đá đi. Lâu mẹ không có khăn, mẹ có đi tí lên xe. Em mày nhúng nước tại bị rửa hả? Ủa nghĩ sao vậy? Âu. Vui à, thấy cũng ngọt ngọt ha. Trời đẹp quá. Rồi giờ cô bán hàng kia chạy sang ghe khác. Cái ghe bên kia họ bán khóm á, bán khóm mà cho khách hàng. Chợ nổi của người ta, thế giới này là chợ đó mình bên mặt trời.
Ủa chứ có chợ nổi nào nữa chị? Vậy hả? Đây nói chung là hầu như ở tỉnh nào cũng có hết, nhưng mà lớn hay nhỏ thôi. À. Tiền ở Tiền Giang cũng có, Tiền Giang, Kiên Giang. Dạ. Hả? Ở đây con đi cái rây này ha. Con đi chợ nổi cái rây rồi ha. Cái rây ha. À hôm bữa trước đi với bà gì đó hả? À. Xuống đây là hả, bán dừa nè, bán khóm nè, người ta bán cho buôn lái á, ta mua vô bờ á, mấy cái ghe lớn á, họ bán rồi ghe buôn lái nhỏ á, họ mua vô bờ họ bán lại. Đường nông thôn giờ nó mở nữa, thành xe ba gác rồi vô tới nơi. Thôi từ từ mẹ ăn gì. Vô bờ nó có đồ ăn chay mà, ở đây không có. Ghe xà lan chở cát. Ủa cái kia chắc cũng có lưới rồi, sao nó có canh rồi ta? Đưa tiền cho cô chưa? Dừa này cả nhà. Cái tô bên đây nãy anh chị tính tiền rồi phải không? Tính hết rồi. Vậy tết cho con gửi cái tô cho chị bấm nhấn. Tính nó là trả tiền rồi. Không có đặng mà em biết đặng mà. Thôi nữa, mất công mới chỉ ra đây chỉ gom tô cái này chỉ tưởng là mình lấy tiền dùm. Bữa nay bán có hai món nè, chứ ngày thường bán đông lắm, cơm tấm rồi đó. Và củ tiếu và bánh ở đây cơm tấm ông chiên chỗ nào ngon chị? Đây đừng có giới thiệu cơm tấm rồi đang nghỉ rồi, tấm để nghỉ nữa hả? Là bán luôn rồi lên bờ rồi. Hướng dương chỗ anh đậu xe đó chạy lên đó nó có cái cua quẹo lên cả chừng 50 mét. Mai nó nghỉ luôn rồi chứ bộ tính cái tiền tôi muốn lấy luôn nha. Dạ tôi muốn sang dương tiền đó là mấy cái anh vừa chạy lên mấy bên tay phải vậy nè, ngay chân chỗ nãy anh đậu xe phải không? Chạy lên nó có cái cua quẹo lên, có cua quẹo lên chạy đó cái lên 50 mét thở cơm hướng dương rồi. Chưa lấy tiền ai chưa đó. Là ở đây là chỉ là con tấm hướng dương quán lon. À đúng rồi, quán lon, đúng rồi. Quán lon với hướng dương. Hồi xưa hướng dương nó nổi tiếng, nhưng bây giờ quán lon nó nổi tiếng hơn hướng dương. Hướng dương qua mới ăn nè. Ăn cơm hướng dương giờ không ngon đâu bây giờ. Là ở đâu hỏi là ở đây cơm tấm là ở đâu? Cơm tấm thường. Cơm tấm thường gì mà ở chỗ anh lên mạng YouTube á. Hai gì cơm tấm ha, anh sườn ngon hơn chưa?
Ở đây có quán chay nào không chị? Quán chay là nổi tiếng. Quán chay là cái chay của bánh đò em vừa lên thì lúc mình chỉ cho. Bữa bữa mình đó là tôi quán chay. Bán ai cho chồng cho mượn món mấy món vậy? Tấm chay cũng ngon mà không thiếu luôn bánh canh. Đúng rồi, cắt thời ra hết. Bốn chục vậy cũng giá bình dân mà. À, da nó có cái đùi á. Đùi gấp tư bự lắm mà. Ai thích ăn cũng phải ăn hết. Bé cho mình với con kìa. Chạy. Nè ngồi ăn tao nè. Chờ đêm không cả nhà. Tại vì cái sao mà mình tưởng bạn sẽ lên cái mấy cô mới là đưa bạn thôi, mới nói không phải của em quay vào thấy tiền tiền mướn tiền rồi không mình sơ ý tại cái bằng đêm mà không em trả lại anh cái xe anh cũng nói anh cái xe nói nè cái người khách người ta sơ ý giống như tụi em cũng nói là sơ ý là cái người khách trước cơ đúng rồi. Bên kia kêu kìa. Rồi. À, quay xong nước bao nhiêu đây để dành pin á hả? Mình giờ quay tới chiều luôn, ngày hôm qua hết pin luôn. Chào cả nhà, chào dì Khuyên nha.